We are joined today by a very special guest, BC's Minister of Health, Adrian Dix. Xin chào tất cả. Hôm nay tôi rất là hân hạnh được hiện diện trong cái buổi họp để nói về vấn đề chích ngừa của COVID. Thanks very much. It's great to be with you today. I'm in East Vancouver right now, a little ways away from my friends in Fraser Health, and I'm on the territories of the Musqueam, of the Squamish, of the Tsleil-Waututh First Nations. And I'd like to welcome you to Fraser Health's Vaccine Information Session in Vietnamese. Maybe we'll translate and then we'll... Tôi rất cảm ơn được họp với một buổi hiện diện hôm có sự có mặt hôm nay trong cái buổi họp này. Có phải là ở đây ở Vancouver của Bộ Y tế của Fraser Health không? Tôi rất là hân hạnh được họp trong cái buổi họp nói về chích ngừa của COVID. Thank you very much, and I wanted to give my thanks to Dr. Ingrid Taylor, who is going to do a great job for you today, providing information, take all of your health questions, both about the pandemic and about vaccination. And I want to thank Dr. Tyler and all of her colleagues in Fraser Health for all the work they've done throughout the pandemic. It's never been more important, to protect yourself against COVID-19. People across British Columbia are doing it, and I want to express my appreciation to many leaders in the Vietnamese Canadian community who have been advocates for vaccination. We're asking people don't just protect themselves, get vaccinated to protect themselves, although it does. These vaccines are some of the most effective the world has ever seen, but to protect their families, their communities, and allow us to do all the things we want to do, including easing some of the restrictions that we've had over the last 20 months. So I know that the pandemic has been tough on everyone, on businesses, on communities, and I think I'll leave it over. I want to thank Han Lee and Han Pham for translating. Maybe I'll do a little translation and then I'll finish. Sorry, I was going a little long for you there. Okay, tôi rất cảm ơn bác sĩ Taylor ở đây trong cái buổi họp tham dự cái buổi họp hôm nay nói về vấn đề chích ngừa cho cái dịch COVID này, và cái này là rất là quan trọng. Thông tin này rất là quan trọng để mà bảo vệ về sức khỏe cho mọi nơi, nhất là ở BC trước đây. Và tôi sẵn sàng trả lời những cái câu hỏi nào để mà tất cả cộng đồng có thể nêu lên, thì tôi sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi đó. Thank you very much. And you know, I would just say this, that what we're asking you to do today is of course learn yourselves, but also be spokespeople in the Vietnamese community for vaccination. Ensure that the people that you know, that you love, that you socialize with, that you are in business with, that you work with, all of the whole community and people beyond that, get the information they need, the proper information to get vaccinated and learn about how to protect themselves from COVID-19. This is going to be a great day. Remember, go to the Get Vaccinated website, and you can also get translation into Vietnamese when you register. So go to that website to register, or alternatively call 1-833-838-2323 and get vaccinated. Thank you very much. Back over to you, Dr. Tyler, and have a wonderful, wonderful session. Thank you for joining us, Minister Dix. As mentioned, we are here today to answer your questions. And for more information on how this is going to be interactive and how free you're going to give us your questions, we're going to turn it over to Han. Chào mừng mọi người đã đến với buổi hội thảo về thông tin vaccine COVID-19 ngày hôm nay, được tổ chức bởi Tổ chức Sức khỏe Y tế Fraser Health. Em tên là Hân và em sẽ là người điều phối và hỗ trợ mọi người trong xuyên suốt cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì như đã được giới thiệu thì hôm nay chúng ta rất là vinh dự khi mà có sự góp mặt của tiến sĩ bác sĩ Taylor, và Bộ trưởng Bộ Y tế của tỉnh bang BC vừa mới phát biểu với chúng ta vào đầu buổi hội thảo.
Và chúng ta cũng có chị Hạnh làm phiên dịch viên để mọi người có thể hiểu hơn về cái nội dung của buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì trước khi mà buổi hội thảo bắt đầu thì em có một số lưu ý dành cho mọi người là mình sẽ có một cái nút, cái chức năng thu âm ở trên Zoom. Thì mọi người vui lòng là tắt cái chức năng đó giùm em để mà mình có thể lắng nghe phần trình bày của bác sĩ tiến sĩ một cách rõ ràng hơn. Thì nếu mình có thể tìm cái biểu tượng hình micro nhỏ nhỏ phía dưới góc trái, thì nếu mà cái micro này, nếu cái biểu tượng này nó màu đỏ và nó có gạch chéo thì tức là nó đã tắt. Và nếu mà cái biểu tượng này nó màu xám và nó vẫn có một cái màu xanh mà đi lên đi xuống thì tức là nó vẫn đang bật, thì mọi người tắt giùm em. Sau khi cái buổi trình bày của bác sĩ thì sẽ đến phần hỏi đáp của mọi người, thì mọi người có thể là thì sẽ có thể là bật cái chức năng đó lên ha. Thì bây giờ sẽ đến phần trình bày của bác sĩ nha. So you want me to translate exactly the same she already said, more or less? Well, she told the whole thing that try to join with the Zoom, and she just tried to guide the people, try to turn off the the button at the bottom, so it's mean that one we can share and properly about all the information that you can explain or answer all the questions with the community, Vietnamese community, about the vaccine. Excellent. Well, let's get started. I have a few words around some general information that underlies some of the most common questions we get. So first of all, I just want to be very clear with everybody that the COVID vaccines are safe. Although they were developed quickly, all the safety steps were taken and all of the data was collected that is normally done for all our pharmaceutical products. The regulatory steps through Health Canada and through the province were all taken, and millions of people have already been immunized, which further proves the safety and effectiveness of the vaccines. Tôi muốn loan báo rằng về vấn đề cái những cái mũi chích ngừa về COVID rất là an toàn, và tất cả những cái mũi chích ngừa đó rất là kêu bằng an toàn cho tất cả mọi người để mình có thể tránh những vấn đề lây bệnh hoặc là nhiễm bệnh. Now the vaccines are safe for many common medical conditions. For example, diabetes or blood pressure or arthritis or depression. If you have common medical conditions or are on regular medications for many of these common conditions, you don't need to check with your doctor and the vaccine is safe. Tôi muốn nhấn mạnh lại về vấn đề những cái rất rõ về các thông tin chích ngừa này. Tức là những cái mũi chích ngừa này rất là an toàn cho những cái bệnh thông thường mà cộng đồng và toàn dân hay bị mắc phải, chẳng hạn như là tiểu đường, máu cao, hoặc là cái bệnh mà về nói chung là những cái bệnh mà thường mà mình thường xảy ra và thường có và mình đang uống thuốc hàng ngày, rất là an toàn. Không cần phải kiểm tra với bác sĩ là tôi có thể chích được cái gì có ảnh hưởng tới cái sức khỏe và ảnh hưởng cái bệnh tôi đang có hay không. The vaccines are also safe for pregnant and breastfeeding women. And there's no reason to delay vaccination if you're planning on becoming pregnant. Cộng thêm nữa là cho những người đang mang thai và không có vấn đề gì trở ngại trong vấn đề khi chích ngừa này. Cứ việc thoải mái mà chích ngừa, tức là cứ để cho an toàn cho bản thân sức khỏe của mình. And as it's been mentioned several times,
when you get vaccinated, you're not only protecting yourself, but you're also protecting your community, your schools, your workplaces, your friends, and your family. Vaccines do more than just protect you. They protect everyone you come in contact with. Cái sự chích ngừa này không phải là nó giữ an toàn và cho bản thân mình không đâu. Nó không phải bảo vệ cho cái sức khỏe bản thân mình đâu. Nhưng điều nó còn bảo vệ sức khỏe và an toàn cho những người chung quanh mình, tiếp xúc với mình, chẳng hạn như ở trường học hay là những cái cộng đồng trong cái xã hội này. We're doing really well in getting the population vaccinated. The most recent numbers of people who have had their first dose are phenomenal. It's getting close to 80%. But the more people that are immunized in our community, the more the safer we will be as we move through our restart plans and start to open up back to a new normal. Cái mũi đầu tiên rất là an toàn. Thành ra bác sĩ cũng quan tâm và lưu ý nhắc nhở là mình nên cố gắng tiến hành chích ngừa, đừng do dự mà phải chích ngừa càng sớm càng tốt. And so if you have any reason to hesitate around the vaccine, or if you're waiting for information or have questions about the vaccine before getting vaccinated, please ask them today. Nếu mà cộng đồng Việt Nam mình nếu mà cảm thấy do dự trước khi chích ngừa thì cứ việc thoải mái thẳng thắn để đặt ra những câu hỏi liên quan trên trong vấn đề chích ngừa này. The first step to getting vaccinated is to register. There are a few options for how to register for your vaccine. These are being shown online. You can go to the Get Vaccinated website and enter your name and PHN, or you can phone the phone number listed. Muốn đăng ký cái buổi chích ngừa này nó có nhiều cách. Thứ nhất là có thể đi vô cái thông tin của website và đăng ký, cần nhất là tên tuổi mình và cái số bảo hiểm sức khỏe, hoặc là cái số phone đăng trên đây, mình gọi bằng phone cũng được. Language barriers may be a concern if registering for the vaccine. There is an option when you use the phone to get a translator. Vấn đề ngôn ngữ nó cũng có nhiều trở ngại khi mình đăng ký. Thì trên cái phone á, thì nó có cái chương trình mà đa ngôn ngữ, thì mình có thể chọn lựa cái ngôn ngữ nào để mà có thể thích hợp với mình mà mình đăng ký. And the vaccine is free for anyone living in British Columbia. Và cái chích ngừa này là hoàn toàn miễn phí cho tất cả những công dân sống ở BC. So those who are refugees, foreign or temporary workers, perhaps students from abroad, if you may not think you are eligible, but in fact, we are vaccinating everyone currently in BC, and you do not need a health card or personal health number to get vaccinated. Về những cái diện mà chẳng hạn như học sinh, du học sinh, hoặc là những cái người mà các nước ngoài vào cái BC này thì có thể là không có tiêu chuẩn để chích, nhưng điều nói chung là có thể để người ta có thể giải quyết cho chích cho những cái người, cái diện của những cái người không phải là công dân ở Canada. There are lots of diseases which we have come which we have controlled and come very close to eliminating through vaccination. And we need your help making COVID one of those. Có nhiều căn bệnh nó có thể liên hệ tới cái vấn đề mà chích ngừa này. Thì you said that just like a lot of diseases which we have controlled or come close to elimination. Oh, cái những có nhiều căn bệnh có thể là nó bị hạn chế trong vấn đề chích ngừa. So I'm looking forward to answering your questions. Và bây giờ sẽ đến với phần hỏi đáp ha. So we will now take the questions from the audience.
Mọi người nếu mà có câu hỏi gì thì cứ mạnh dạn mở cái micro ra để mình hỏi trực tiếp bác sĩ tiến sĩ luôn. Hoặc là mình có thể chat ở trong cái phần chatting của cái Zoom nha. At the moment, everyone can ask a question, you know, through the Dr. Taylor right here. And they have another option. They can use chatting on the Zoom. À, tôi có câu hỏi. Nói đi anh. À, tôi là hợp fan của đài Việt PC Radio. I am a hợp fan and I'm from PC Radio. À, và tôi muốn hỏi rằng, tại tôi muốn hỏi bằng tiếng Việt để cho mọi người nghe rồi sau đó nhờ chị thông dịch dùng. Yeah, I want to ask in Vietnamese and then ask for help for translate. So he asked in Vietnamese and he wanted me to translate to you. Okay, bây giờ về cái miễn dịch cộng đồng á, thì theo tôi được biết á, là khoảng 70% người được chích ngừa thì như vậy chúng ta đã đạt được cái miễn dịch cộng đồng. Thì cái 70% đó là cho mũi thứ nhất hay là cho cả mũi thứ hai đến 70% mới thuộc được cộng đồng mới được miễn dịch. Okay, the first dose. I know it's about 70% people get the vaccine. So that's for the total of the first dose or total one, like one or two dose. So he asked about the first dose. Is it? No, I'm asking about the herd immunity. And I heard that in order to get the herd immunity, we had to get about 70% of people get vaccinated. Is that for the first dose or for second dose? So you understand? Yes, I understand the question. The answer is not relatively as straightforward as you might think, which is why I'm pausing. Okay. Did you want to translate for others? Cô Taylor này, cô cũng hơi do dự là cái câu hỏi anh hỏi là 70% chích ngừa của cái mũi đầu tiên. Cô cũng hơi không rõ cái ý của anh muốn như thế nào. So herd immunity. Okay, please. Herd immunity is a state in which enough people are vaccinated so that chains of transmission between individuals are broken. Cái số mà chích ngừa là 70% giống như anh hỏi đó, tức là nó tránh được cái trường hợp là có thể chuyển vi trùng đó từ người này qua người khác. So it speaks to the chances or the probability that an individual who has COVID disease and could transmit it is unlikely to meet an unvaccinated person who's susceptible to the disease and could catch it and then transmit it to someone else. Tất nhiên là một cái người mà đã mang bệnh COVID rồi thì bây giờ á có thể giảm bớt cái tình trạng có thể chuyển qua hay lây qua một cái người đã chích ngừa. And so, as you can imagine, herd immunity depends, like reaching herd immunity depends on a lot of things. It depends on the effectiveness of the vaccine. It depends on how many people are vaccinated. It depends on the population you're talking about. If, you know, one population is 100% vaccinated and another is, 60% vaccinated, if you average them, the herd immunity will differ between those populations. Thì cái sự khác biệt, tức là ăn thua là do cái dân số, tất nhiên là cái số người của cái cộng đồng đó. Ví dụ như có thể truyền sang cái bệnh đó cho một cái số người khác thì nó cũng giảm bớt nếu mà cái số mà được chích ngừa rồi. Thì nó cũng được giảm bớt cái tình trạng mà lây với nhau. So
understanding a bit more about herd immunity helps us understand that when the 70% of the population is vaccinated, it becomes more and more safe for us to get back to our usual activities. Thì cái số mà phần trăm mà đã chích ngừa là 70%, nó cũng rất là có thể giảm bớt cái tình trạng mà nhập bệnh của từ cái người mà đã bệnh truyền sang qua. And I see the chat. I'm getting to that part of the question. I just wanted to provide the context. So I do want people to understand that it's not a magic number, and it doesn't mean total safety. It just, and the more people we get vaccinated, the less transmission there'll be, whether it's 70, 80, 90, or 100. So we still want to get the maximum people vaccinated. Cái con số phần trăm mà chích ngừa không phải là 70, 80 hay 90%. Nhưng điều, ví dụ ở đây bác sĩ nhấn mạnh về vấn đề là càng chích ngừa, con số càng chích ngừa nhiều thì giảm bớt cái tình trạng có thể truyền nhiễm sang nhau. Now your first dose provides excellent protection against serious disease, hospitalization, and death. Over 90% protection for those serious outcomes. Cái con số mà phần trăm đã chích ngừa cái mũi đầu tiên thì nó rất là có kết quả tốt và ảnh hưởng để tránh cái trường hợp mà những người bị bệnh đó mà đi đến bị tử vong. The second dose provides the opportunity for your body to kind of fix that protection. It helps your body recognize COVID, the COVID germ, and build a really strong immune response to it. Cái mũi thứ hai là nó làm cho thêm tăng thêm những cái cho cái kháng sức kháng thể của mình mạnh thêm để có thể tránh khỏi cái tình trạng bị lây bệnh. And the second dose helps prevent additional symptoms of COVID, and it boosts your immunity to make it even less likely that you may get mild disease. Thêm một điều nữa là mũi thứ hai có lại làm cho mình được tăng thêm cái sức mạnh để có thể chống lại cái tình trạng mà nếu con vi khuẩn đó nó nhập vào người mình. But there's no vaccine yet for any disease that's 100% effective. So even if we are all vaccinated, it reduces significantly the chance of hospitalization and death, and it reduces with two doses our risk of transmission and infecting each other. But there's still a possibility for COVID to spread. So the more people that get vaccinated with two doses, one or two doses, will reduce the spread. So the answer to your question is one dose is fantastic. Everybody needs at least one dose. Two doses is even better. That's more protection. And the more people that get one or preferably two doses in the whole population, that's we'll just get more and more and more herd immunity. Bác sĩ nói nhấn mạnh rõ ràng là thí dụ như ai có cái mũi chích đầu tiên thì tất nhiên là đã tránh được cái trường hợp lây rồi, lây bệnh lẫn nhau và truyền những cái vi trùng vi khuẩn đó với nhau. Còn cái mũi thứ hai là nó tăng thêm cho mình một cái sức mạnh. Tất nhiên là cái kháng thể mình có thể mạnh hơn để mình có thể tránh được trường hợp lây bệnh lẫn nhau. Không có cái mũi thuốc nào mà 100% là hoàn toàn an toàn hết. Nói chung là 70-80% có mũi thứ nhất và mũi thứ hai thì nó vẫn an toàn. Tránh được cái trường hợp là phải nhập viện hoặc là đi đến con đường tử vong. I don't want people to think that because we're getting close to 70 or 80%, that those who are remaining are now off the hook for getting vaccine, because the more immune people we have, the better we'll all be. Thì cổ muốn nói lại là
thí dụ như tất cả mọi người đều có chích ngừa thì nó vẫn là có cái trường hợp bảo vệ về sức khỏe và tránh trường hợp lây lẫn nhau an toàn hơn. And the more immune people we have, the better we'll be able to protect those for whom maybe the vaccine doesn't work as well because they have other medical conditions, or maybe they're not eligible for vaccine, like our very young folk. Ví dụ như là mình bây giờ mình có chích đủ hai mũi thì mình vẫn an toàn và không có thể mà lây bệnh hay tránh cái trường hợp người ta lây mình, là muốn nhấn mạnh về những cái người mà chưa được tiêu chuẩn để chích, hoặc là những cái người đã nhiều có nhiều cái căn bệnh tiền bệnh mà cái kháng thể của họ không có tiếp thu được, không có nhập thu được cái mũi chích ngừa này. Thank you very much. Không biết có ai còn câu hỏi gì nữa không ạ? Thì mình cứ vui lòng mình mạnh dạn mình mở micro lên để mình hỏi trực tiếp luôn ha. If anybody wants to have more questions, try to use the microphone and keep going ahead to ask the question. I have another question. Yeah. Is there any deadline for the first dose? Let's say there's somebody like hesitated, doesn't want to take the first shot right now. In another 2 or 3 months, they decide to take a shot. It's still available for registration for the first dose? Anh muốn hỏi cái câu là có những cái người mà chậm trễ đi đăng ký thì bây giờ có còn cơ hội để đăng ký cái mũi đầu tiên, phải hay vậy không? Tôi muốn hỏi rằng nó có cái giới hạn để mà đăng ký mũi đầu hay không? Thí dụ 1-2 tháng nữa, 3-4 tháng nữa người ta mới quyết định người ta chích thì vẫn còn đăng ký được hay không? Is there any limitation, any deadline for the first dose? Because a lot of people, you know, right now, even right now, they're not even registered for the first dose. There is no deadline. There's no deadline. So please register anytime, whether it's the first or the second dose. We're still doing many first doses, and we are really encouraging people to get their first dose. That's who we are reaching out to right now. We have options for getting vaccinated, including our easy clinics, easy same day immunization clinics. We have neighborhood clinics, as well as our regular COVID vaccine clinics. That information is on our website as to where these various kinds of vaccine opportunities are available. And some of them are exclusive to those who are getting their first dose, because we are really encouraging people to do that as soon as they can. Không có thời hạn mà phải đăng ký như thế nào, không có cái người thời hạn mà phải phải đúng cái đợt tới đó mà phải đăng ký, không được thì không được. Bây giờ bác sĩ vẫn khuyến khích và muốn là tất cả mọi người mà đã chậm trễ không có nhận được những cái mũi đó thì nên mũi tiếp thừa đó thì nên đăng ký càng sớm càng tốt. Thank you. Và những cái chỗ mà đăng ký thì nó rất là đơn giản, là những chẩn y viện và những cái trung tâm cơ quan mà họ mở ra để mà được đăng ký thì nó có trong danh sách, mình cứ việc đăng ký và mình đến đó mình để được chích ngừa. Dạ, không biết anh Hợp mình còn có hỏi nào nữa không ạ? Tôi còn một câu cuối cùng. I have the last question. I got a second dose, so it's going to be good for how long? And do I have to take another shot in another 6 months or so? Tức là tôi muốn hỏi rằng, okay, can I ask in Vietnamese too for other people to understand. Tôi đã chích mũi thứ hai thì cái mũi thứ hai đó nó kéo dài, nó tốt cho tôi được bao lâu? Và tôi có cần phải chích lại trong thời gian tới là 6 tháng hay 1 năm tới tôi có phải chích lại không? I had the second dose already. Mm-hmm. I want to ask a question. That's one. How
long last for the second dose. Do I need to take another one after 6 months or after 6 months or a year, something like that? Mm-hmm. That's a very good question, actually. Currently, we are only recommending 2 doses. So at this time, there is no recommendation for any additional COVID doses after you've had your 2 doses about 8 weeks apart. Hai mũi chích đó là đầy đủ rồi. Tất nhiên là giữa cho mũi đầu tiên và mũi thứ hai là cách khoảng nhau 8 tuần. Không có cần mà phải đăng ký thời gian sau khi đã chích đủ 2 mũi để chích thêm cái gì nữa. As we learn more about the COVID virus, its variants, and the long-term immune response to the vaccine, a new, like a, an additional recommendation for more vaccine may arise. Cái những cái mà cần những cái mũi chích thêm về sau thì nó không có cần, hiện thời bây giờ cũng không có cần phải cần thiết phải phải có thêm nữa, tức là nhấn mạnh kỹ là 2 mũi đó là đủ rồi. And our scientists are looking into this issue very closely to try and provide those answers and maintain our immunity against COVID. But for now, with 2 doses, you're good. That's as protected as you'll be. Hiện thời bây giờ nói rõ là nhấn lại trả lời rõ hơn là 2 mũi đó là đủ rồi để có thể bảo vệ về cái sức khỏe mình, tránh cái trường hợp bệnh. I have no more question for myself. Yeah, em mình có nói gì ạ? Hay là mình anh Hợp mình đã hỏi xong chưa ạ? Dạ, tôi hỏi xong rồi chị. Cảm ơn chị. Dạ, rất là cảm ơn anh Hợp đã đóng góp câu hỏi ha. Thì không biết là mọi người còn thắc mắc gì nữa hay không ạ? Mình nếu mà mình không có nói thì mình có thể nhắn tin ở trên cái chat box ở trong Zoom ạ. À, Thủy có một lời hỏi, có mấy câu hỏi actually. Được không? Dạ, chị Thủy nói đi ạ. Thủy cũng muốn cảm ơn thay phiên cảm ơn là bác Hợp có mặt hiện diện bên này, tại vì I'm just gonna maybe speak in English. My English is better. I just wanted to acknowledge Ingrid and Han and Gohan. Everybody's doing very well. Thank you for hosting this event for the Vietnamese community. And I'm very honored that Bac Hup, who has been asking the questions, is here because he's a very respected community leader in the Vietnamese community. And I know he will be the ambassador and the messenger to take the message back. So thank you, Bac Hup, for coming and attending today with your insightful questions. Thank you, everyone. She, Hop Fan is a represent for the community Vietnamese. Tất nhiên là cô xin lỗi cô Tình Thủy phải không? Dạ vâng. Thủy muốn cảm ơn là bác Hợp là đại diện trên cái cộng đồng Việt Nam để đặt ra những cái câu hỏi liên quan tới chích ngừa. Vâng. Vâng. And so my first question is cũng theo following Bác Hợp's question about if some people are hesitant and haven't gotten their first dose, may I ask Bác Hợp, it's for Bác Hợp, and other Vietnamese community members here, what are some of the hesitation that is among Vietnamese community? Tôi muốn hỏi Bác Hợp là có một cái số cộng đồng người Việt này họ còn đang do dự trong vấn đề chích ngừa. Thì bác có thể trả lời rằng tại sao và những cái do dự gì mà làm cho họ phải quyết định, chưa có quyết định để chích ngừa? Cảm ơn Thủy đã hỏi câu hỏi đó. Thì there is some people who hesitate first because they think that, well, just only one or two people, me or one or two, doesn't make a big difference. And moreover, like people never take, those people never take the vaccine, even the flu shot.
they never take it. They said, well, when they take the flu shot or something, they become sicker than without taking it. So that's the hesitation. That's all. And that's as far as I know. Is cái do dự của cộng đồng Việt Nam mình lý do tại sao mà họ còn do dự, họ không muốn chích ngừa. Ngay cả cái chích ngừa cúm mà họ vẫn còn do dự. Thì đó là tại vì họ chỉ lo là họ bị bệnh thôi. I'd like to address the issue of side effects. So I already translated Vietnamese article with Vietnamese community about the question, the answer that Hope answered. That's a hesitation why, you know, a lot of the Vietnamese community until right now, they don't want to, or they hesitate to take a vaccine because they worry they will get sick, even the flu shot. Mm-hmm. So they're always thinking that, oh, I take that one, maybe I get sick. Mm-hmm. So I'd like to address that and talk for a bit about side effects. Bác sĩ sẽ nói về vấn đề đó, trả lời về vấn đề đó và có những cái phản ứng phụ. Every medical intervention has the risk of side effects, whether, you know, it's a pill or a procedure or a vaccine. Tất cả những cái thuốc uống, ngay cả thuốc uống, đều có cái phản ứng phụ, chứ không phải riêng gì chích ngừa. By far the most common side effect from COVID vaccine, and in fact most vaccines, is pain at the injection site, which is your arm, and that pain can be quite uncomfortable and lasts for about 2 or 3 days. Tất cả những cái mũi chích ngừa chích trên cái cánh tay của mình đều có những cái phản ứng phụ, chẳng hạn như là đau, ít nhất là vài ngày. Still common, although not as common as pain, is for people to feel like a little bit like they have the cold or a flu after getting a vaccine. They feel like their muscles hurt, they feel tired, they may have a headache, and they just kind of feel a little bit like they have a cold or a flu. Thì có nhiều người sau khi chích ngừa họ có cảm giác như họ bị nóng lạnh, họ bị nhức đầu và làm cho cơ thể hơi mệt mỏi. Now, ironically, that's your body building the immunity to the vaccine. It's making the antibodies against COVID, and your body, your immune system is so busy making those antibodies, it starts to make you feel like you have a cold, or like it's responding to an actual germ in the environment. Thì cái đó là do cái cơ thể của mình. Cái kháng thể của mình, tùy người kháng thể, nó khác nhau và nó có thể làm cho cái cơ thể mình nó có những cái trạng thái như thế sau khi chích ngừa. So you may read, and it's common for us to say that, you know, the flu vaccine can't give you the flu. It's physically impossible. But some of the side effect symptoms from the vaccine feel similar, and that's your body's immune response. And that same set of side effects can happen with the COVID vaccine. Thì ngay cả cái mũi chích ngừa về cúm cảm cũng thế. Sau khi chích nó cũng tương tự như cái mũi chích ngừa của COVID này. Thì sau khi chích rồi thì ăn tùy theo cái cơ thể và sức kháng thể của mỗi một người mà nó có những cái phản ứng như thế. Đó rất là thông thường. A rarer reaction that can happen is an allergy to the vaccine. That could be something like a skin rash, or it could be as severe as difficulty breathing. Còn cái vấn đề mà bị phản ứng về, có những người bị dị ứng, có thể là nó nổi lên trên da những cái ngứa. Và có thể làm cho mình cảm thấy như là bị nóng lạnh. That severe reaction is called anaphylaxis. And to protect everybody, we ask you to wait for at least 15 minutes after your vaccine to ensure that you're not having a reaction.
And medical staff are on site at the vaccine clinics to respond if you happen to be one of those few rare people who are allergic. So chỉ có một cái thiểu số là có những cái phản ứng nhẹ như thế sau khi chích ngừa. Thành ra khi chích ngừa ở đây xong xuôi thì người ta yêu cầu mình ngồi khoảng chừng 15 phút để coi có sự phản ứng của cái mũi chích đó đối với người đó như thế nào. Thì những cái nhân viên y tế họ lúc nào cũng bên cạnh và họ theo dõi. Nếu người nào bị những cái phản ứng như thế thì họ sẵn sàng để có thể tìm cách để giải quyết cho người đó. And what I just spoke about is common across all vaccines, and in the case of allergy, pertains to medications as well. Various types of COVID vaccines have shown some very rare syndromes. The AstraZeneca vaccine with the VIT syndrome, and more recently, they started looking at an association that hasn't quite been definitively shown around younger people and some heart complications with the vaccines. These are specific to different types of vaccines and are extremely rare, and being in the case of the myocarditis, still being investigated for an actual association to the vaccine, which has not been definitively proven. Thì vừa qua có một chỉ là một cái thiểu số người sau khi chích ngừa cái mũi Astra thì cái mũi thuốc đó nó làm cho cái một số người trẻ chích cái đó nó có phải sự phản ứng. Thì hiện thời là cái Bộ Y tế họ đang nghiên cứu, nhưng điều vẫn chưa, tại sao nghiên cứu cái lý do tại sao, nhưng điều bây giờ vẫn chưa có kết quả chính xác là như thế nào. Nhưng điều cái chuyện đó xảy ra rất là hiếm, tức là rất là ít, vừa rồi đã xảy ra cho cái người trẻ. And both of those very rare syndromes that are becoming associated with the vaccines have clear symptoms that develop that one can treat appropriately and prevent severe outcomes. Thì do cái kết quả vừa rồi mà xảy ra cho cái người đã bị cái tình trạng mà dị ứng sau khi chích cái mũi thuốc Astra, thì bây giờ họ đang nghiên cứu và khi để tìm ra tại sao nó xảy ra cái vấn đề sau khi chích mũi đó mà nó xảy ra cái chuyện mà kết quả không tốt. Để tức là nó hơi nặng nề đó, nhưng đều người ta đang nghiên cứu để tìm ra cái quả để tránh cái trường hợp đó xảy ra nữa. Em thấy chị Thủy có câu hỏi thứ hai ở trong chat box ha. Em sẽ dịch cho mọi người được biết. Thì hiện tại thì có đề xuất nào cho những người mà đã chích cái mũi đầu tiên là AstraZeneca và cái mũi thứ hai thì không biết bác sĩ có đề nghị là mình chích cái mũi thứ hai phải là AstraZeneca luôn hay là mình có thể chích một loại vaccine khác. Thì thiệt ra đối với lại cá nhân em cũng là người chích mũi thứ nhất là Pfizer. Và em cũng có một cái thắc mắc tương tự đối với những người mà có cái mũi đầu tiên chích là Pfizer. I saw three. She posted in there the second question that the people who took the AstraZeneca the first dose. So for the second dose, what you recommend that if they take the second dose? Even her, she's already took the Pfizer. So what recommendation that you can say the second dose, what time of vaccine I have to take it? Okay, so I for AstraZeneca second doses, there are pros and cons to both options. And in BC, everyone
is able to choose whether they would like a second dose of the same product, AstraZeneca, or whether they would prefer to have an mRNA vaccine, Pfizer or Moderna. All the vaccines are effective. They're all very effective. With AstraZeneca, if you take the same type of vaccine, you are likely to have less side effects with your second dose. They have shown that if you do AstraZeneca and then an mRNA vaccine, you're likely to have more side effects after your second dose than you would otherwise have. The reason that AstraZeneca has just become kind of convoluted is because of this risk of thrombosis, of VIT, and the risk of your second dose is very, very low. The risk of getting that complication is about 1 in 50,000 with your first dose. But if you were fine in your first dose, it goes down to 1 in 600,000 with your second dose. So dramatically, dramatically lower, and no higher than a lot of other, what we would consider a common side effect. So the risk of having both AstraZeneca doses is not the same, and it doesn't need to consider all the various reasons that you know the guidance around AstraZeneca has been changing. NACI did state last week that there is some preference to having Pfizer mRNA or Moderna as the second dose based on some new studies that were just published from the UK. But the considerations behind that it's one study and it's based on a very small sample size. The advice in BC that people should make the choice that's best for them continues to be our advice. We can't make a recommendation one way or another for you, given kind of the balance of risks that people need to assess for themselves. There's a very good information on the BC CDC website to help you understand the pros and cons of both combinations. And it's very simply laid out and easy to follow. That was a lot, sorry. Well, I tried to put it shorter, but not shorter, but at least in general, yeah. That can, you know, translate the right thing. Câu hỏi của cô Thủy có hỏi cái câu là theo như bác sĩ nghĩ cái mũi đầu tiên, nếu mà người nào đã chích cái mũi AstraZeneca thì cái mũi thứ hai nên phải chích cái gì? Thì bác sĩ trả lời rằng ở BC này mình có sự chọn lựa trong cái mũi chích ngừa. Tất nhiên là ví dụ như mình chích cái mũi đầu tiên Astra, tới mũi thứ hai mình muốn chích Astra trở lại, hay là mình chích Pfizer, hay mình chích Moderna, tức đó là cái sự chọn lựa của mình. Thì nói chung là nó không có những cái phản ứng gì mạnh cả. Thì như hồi nãy bác sĩ có nói cái mũi đầu tiên là nó làm cho mình giảm bớt cái tình trạng là có thể lây với nhau và bảo vệ cái sức khỏe của mình. Mũi thứ hai thì nó tăng thêm những cái sự nguy hiểm, nó gây thêm những cái sức mạnh và có thể bảo vệ mạnh hơn về cái tình trạng của COVID bây giờ. Thì bác sĩ không thể nào mà khuyên rằng hay là cho những cái lời khuyên nào mũi 1 phải chích cái này, mũi 2 nên chích cái kia. Tất cả các mũi chích ngừa này là đều nhắm vào mục đích là có thể bảo vệ cho mình tránh cái trường hợp để mình có thể bị nhiễm bệnh. Em cũng muốn bổ sung một vài thông tin là nếu bác sĩ cũng có đề cập đến việc mà mỗi loại đều có lợi, mặt lợi và mặt hại. Thành ra là mọi người
có thể tự cung cấp cho mình thêm thông tin bằng cách là lên trang web của BC CDC, tức là Cục Phòng Chống Dịch, để mà đọc tất cả các thông tin đó để có thể đưa ra một cái sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình nha. Yeah, I just want to add some more information that according to the question of Thuy and Dr. Answer, everyone can go and research on the website to find out, you know, which one is good for them about the vaccine. So try to do research and decide to take the which one is a good one. But the other vaccination, you know, shot is all good, same like protect for the health and prevent the COVID. Dạ không biết chị Thủy mình có thỏa mãn với lại câu trả lời đó không ạ? Yes, no, it's very thorough. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Bác sĩ Ingrid, could you please clarify, without a PHN for migrant workers, international students, anybody without a personal health number, can they, or from out of province, can they still get their vaccine in BC? Tôi rất là thông qua theo cái lời của bác sĩ giải thích. Và nhưng tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu có người nào cái diện mà không có cái thẻ sức khỏe của BC thì họ có thể được đăng ký chích ngừa hay không? The short answer is yes. It's no problem. The longer answer is there are some barriers to online registration without a PHN. So it's best to use the phone or go to one of our easy clinics or neighborhood clinics for your first dose. Câu trả lời của tôi là được. Tất cả đều được. Và cái những cái người mà trong cái diện mà không có thẻ sức khỏe có thể đăng ký trên trực tuyến và tìm cái những chẩn y viện gần nhất của mình để được đăng ký xin chích ngừa mũi đầu tiên. Em cũng muốn chia sẻ là thiệt ra thì em là du học sinh. Thành ra em cũng không có thẻ sức khỏe ở tỉnh bang BC, tại vì em mới chuyển từ Toronto qua. Nhưng mà em vẫn được, cách mà em có cái mũi chích đầu tiên á, thì em đã gọi điện lên trên cái số điện thoại mà hiện trên màn hình. Thì mình yên tâm, cộng đồng của mình yên tâm là sẽ có Vietnamese, sẽ có người phiên dịch tiếng Việt cho mình để mình có thể đăng ký. Thì mong là mọi người có thể cảm thấy thoải mái để mà đăng ký cái mũi chích đầu tiên để mình bảo vệ sức khỏe cộng đồng của chúng ta ha. Okay, so I just want to confirm about myself. I'm a student and I'm from Toronto. So I don't have any medical care, but I'm just phone and then book online to get the first dose of vaccine, and I got it. So Vietnamese community, don't worry about that. About that, whoever like is not really resident in BC, they can do that. Like student, foreigner, international student, whoever is not resident in Canada, they can do that. I think we have time for one more question. Could go to you unless there's something online. Bây giờ mình chỉ còn thời gian có một câu hỏi nữa thôi. Thì Huyền sẽ... Do you have a question? Yes, I have. For the international student that mm-hmm. want to come to Canada for studying in those kind of time, because Vietnamese in a panic right now. So do they have to get vaccinated before coming to Canada, or they can get it in Canada? Tôi có một câu hỏi là nói về những cái du học sinh từ các nước đến, tức là quốc tế đến tới, thì hơi lo lắng không biết là có được tới Canada để có được chích ngừa hay không, hay là phải chích trước khi đến Canada? Yeah, interesting question.
So I'm going to start by saying that the actual rules around what you just suggested, what you just said about international students, are going to be set by the federal government and possibly the school that the student is coming to. So I'm going to answer the question to the best of my ability, but it's the federal government that controls the travel between countries. And there may be additional recommendations I'm not going to be able to speak to that any given school may choose to put into place. Nói về những du học sinh từ quốc tế qua đây, qua Canada này, thì cái đó là cái phần hành của chính phủ liên bang quyết định và họ có những cái điều luật. Về phần tôi là bác sĩ, tôi không có nắm được cái đó rõ hơn. Thành ra tôi chỉ trả lời tới đó thôi. So what I'm able to add as the medical health officer in Fraser is that a student in that situation, if you're unvaccinated, you may continue to be asked to quarantine or self-isolate either on arrival for 14 days or if you come in contact with COVID during your stay. Thì cho những nói về cái diện của những sinh viên các nước quốc tế qua đây, thì khi họ tới đây thì đương nhiên cũng phải áp dụng theo cái chương trình là phải cách ly 14 ngày trước khi vào tỉnh bang này. And the second thing I would add is that if you're here or you make it here and you're not yet vaccinated, then as you said, we would still recommend anybody who's come from another country, whether you have a public health number or PHN, whatever that stands for, a PHN or not, to phone and register and be vaccinated for yours and others' protection. Thank you. Nói chung là nếu mà du học sinh hay những du học của các nước tới đây thì cũng áp dụng theo đúng như đã đến đây rồi thì sẽ cũng được đăng ký để chích cái mũi đầu tiên. So that does bring us to the end of our time today. I've appreciated the opportunity to speak with you and answer your questions. I really want to close with a reminder and general statement that the more people we vaccinate and the more individuals that are vaccinated, the more we're all protected, and that there is a personal benefit to every individual to have that protection from the vaccine from COVID for yourself and your families and communities. Trước khi chấm dứt cái buổi họp hôm nay, tôi cũng muốn nhắc nhở và nhấn mạnh rằng nếu mà mình số người mà chích càng nhiều thì nó tăng lên cái tình được cái phần tốt là có thể bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và những người lân cận. Thì buổi hội thảo đến đây là kết thúc ha. Thì em xin cảm ơn sự đóng góp của mọi người để giải đáp thắc mắc về thông tin về vaccine COVID-19, đặc biệt là bác Hợp và chị Thủy ha. Và cũng cảm ơn bác sĩ đã trả lời rất là tường tận tất cả các câu hỏi của mình. Thì mong là mọi người đã có giảm bớt phần nào cái lo lắng và thắc mắc khi về cái việc tiêm chủng cái vaccine COVID-19 này. Thì vì sức khỏe cộng đồng thì em mong là mọi người cũng có thể thoải mái khi mà mình đăng ký chích ngừa để một cách nhanh chóng nhất và đầy đủ nhất để mình có thể bảo vệ sức khỏe cộng đồng của mình. Và một lần nữa thì xin cảm ơn sự đóng góp của tất cả mọi người, đặc biệt là bác sĩ và mọi người có mặt ngày hôm nay nha. Và chúc mọi người có một tuần mới tràn đầy năng lượng. Before end the session, so we are really thank you to everyone, even the people, the community that asked the question. Especially thank you, Dr. Taylor, to answer very clear about all the question, not all question, but at least the one that we want to know related to the vaccine. And then we hope that, you know, like just like re-
decrease the worry that the community thinking about that. So after doctor explained those the important thing that we should get the vaccine as soon as possible. So before ending, we just you know say have a good day. Thank you. Cảm ơn mọi người. Thank you. Bye bye.